Dạ em Trực xin chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Hôm nay em Trực sẽ review một lô đất vườn mà giá còn rất là rẻ, đầu tư rất là được, thuộc xã Khánh Nam, thôn Hồng Du, huyện Khánh Vĩnh. Lô đất này đây. Lô đất này thì ngang tới 20 và diện tích là hơn 2 sào. Dạ, thì đây là toàn bộ hình ảnh lô đất thuộc thôn Hồng Dù, xã Khánh Nam. Tổng diện tích lô đất là 2.082 m ngang 20. Ranh giới của nó là, quý anh chị nhìn bên cái góc trái màn hình, em sẽ up cái sơ đồ của nó. Thì mình tính, nếu quý anh chị lên trong đất mà đi lên mà đi theo con đường từ tỉnh lộ 8B đi vào á, nhìn bên tay phải thì lô đất đó có ranh giới như thế này. Thì mình lấy từ cái điểm này là điểm đầu của lô đất đó, là lô số 1. Mình đi ngang qua tới bên này là 30 m. Dạ, là tới cái cọc sắt này, cái sông màu đỏ này. Đây đây. Đó, là lô số 1. Và lô của mình là lô số 2, là ngang 20 m. Thì mình đi đâu đó tầm khoảng 20 bước chân thôi thì đó là tầm tới này. Lô đất mình là rất là vuông thì rất là đẹp. Chắc là tầm tới cái cây này, tầm đó là tới cái cây này. Giờ em đi lên phía trên em coi xem lô đất mình như thế nào. Thì lô đất mình thì mới thu hoạch mía xong thì mình làm mặt bằng. Nhìn chung lô đất mình là bằng phẳng, không đến nỗi mà triền đồi. Đâu đó lại ra khúc phía sau thì nó hơi chuyển dưới xuống phía dưới một tíu. Đây là cái góc nhìn mình nhìn từ đất lên trên. Hiện tại thời tiết ở Khánh Vĩnh sau một trận mưa vừa rồi rất là mát, không khí rất là thoáng, đúng chất là làm nhà vườn rồi quý anh chị. Với chiều ngang 20 thì thêm nghĩ là nó phù hợp với hình thù lô đất rất là đẹp. Thì xung quanh đây thì người dân đây số họ là trồng keo, trồng mía và trồng bưởi là cái nguồn thu nhập chính của họ. Thì giờ từ cái lô đất của mình á, mà đi ra đường tỉnh lộ 8B á, là đâu đó là chưa tới 2 cây, rất là gần. Mà từ tỉnh lộ 8B thì mình rẽ bên tay phải á, là mình đi lên tới địa bàn xã Khánh Nam, trung tâm xã Khánh Nam á, thì khoảng là 4-3 cây. Và nếu mình đi về phương hướng ở thị trấn Khánh Vĩnh á, thì nó gần hơn, là chỉ 3-3 cây thôi, rất là gần. Lô đất mình hiện tại là các bạn trích lục, quý anh chị chỉ cần đặt cọc mua bán và sang tên cho mình luôn. Từ thành phố Nha Trang mình đi lên thì
hơn 35 cây nha quý anh chị. Mình đi theo hướng quốc lộ 7C và đi tới công trình Khánh Vĩnh, rồi mình đi thẳng tới thị trấn, à, đi qua cái cây cầu hoặc là cái đường đấy cũng quên tên rồi, để đi tới tỉnh lộ 83, đi theo Google Maps là quý anh chị sẽ tới đất lô đất, chung là rất là dễ đi. Và quý anh chị mà chạy tới đi tới cổng chào Khánh Vĩnh á, đi tới lô đất á, mình á là khoảng là 4 ngày rưỡi á, cá một lô 7C là 4 ngày rưỡi, và giá bán cho lô đất của mình cũng rất là rẻ, là chỉ là 579 triệu, em tính đâu đó là chưa tới 300 triệu một sào. Tại khu vực mà phía gần mà ủy ban xã Khánh Nam á thì giá đó đã để bên trên 300 rưỡi một sào rồi, đối một đất mình gần hơn là giá là còn đầu tư được. Hiện tại là điện nước ở đây thì như em thấy thì hiện tại là chưa có, mình phải kéo vào. Em nghĩ điện kéo thì cũng dễ thôi chứ không có nổi. Làm nhà vườn thì cuối tuần thì mình đưa gia đình mình lên. Dạ thì nãy giờ em trực á thì cũng để review xong cái lô đất ở vườn sục sẻ Khách Nam với tổng diện tích là 2.082 m ngay 20, về giá bán của nó là 579 triệu, có bất lộc là bao nhiêu tên. Quý anh chị như mình có nhu cầu có thể liên hệ em với số điện thoại là 0843218679 mình có phải màn hình, và đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất về bất động sản tại huyện Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Bắc Hòa Phong và thành phố Nha Trang. Em trực xin chân thành cảm ơn.